Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần tin. Ngày 5 tháng 1, Hội Khuyến học Thị trấn Tuần Giáo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm Hội Khuyến học của huyện. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Văn Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tuần Giáo. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của thị trấn, các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học của 18 xã trên toàn huyện, Hội Khuyến học Trung tâm Y tế huyện và các hội khuyến học tiêu biểu trên địa bàn thị trấn. Từ đầu nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Khuyến học thị trấn có 24 chi hội với tổng số 4.089 hội viên. Đến cuối nhiệm kỳ còn 21 chi hội do ghép bản với tổng số 4.529 hội viên, tăng thêm 440 hội viên. Trong đó, 5 chi hội trường học, 1 chi hội văn phòng ủy ban thị trấn, 15 chi hội khối bản. Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thị trấn đã xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đã trở thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho hoạt động khuyến học khuyến tài, là cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Trong nhiệm kỳ đã vận động hội khuyến học các khu dân cư, trường học, công nhân viên chức trên địa bàn, ủng hộ quỹ khuyến học được trên 83.525.000 đồng. Tích cực vận động các hội viên và nhân dân tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng. Cụ thể trong nhiệm kỳ đã phối hợp mở được 56 lớp với 11.050 lượt người tham gia học tập. Hội Khuyến học thị trấn duy trì tốt việc xây dựng mô hình cộng đồng học tập cấp thị trấn. Hàng năm đều được Ủy ban dân huyện công nhận đánh giá xếp loại tốt. Hàng năm, Hội Khuyến học thị trấn và các chi hội đã động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khen thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích cao trong công tác và học tập, khen thưởng cho học sinh trúng tuyển vào các trường đại học chính quy, phối hợp với các tổ chức hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học sinh khuyết tật vượt khó. Tiêu biểu là học sinh các trường trung học cơ sở thị trấn. Trong nhiệm kỳ, tổng số học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp huyện 320 học sinh, cấp tỉnh 128 học sinh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tuần Giáo đã biểu dương những kết quả Hội Khuyến học thị trấn đạt được. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Hội Khuyến học thị trấn cần làm tốt một số nội dung sau. Đồng chí nhấn mạnh. Để triển khai tốt hơn các nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ tới, thì tôi đề nghị thứ nhất là các đồng chí tổ chức thực hiện hoàn thành nghị quyết huyện đảng bộ giai đoạn 2021-2025. Đã giao cho công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn. Cái thứ hai là các cái mô hình công dân học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, thì những đồng chí là triển khai quyết liệt, có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và phải làm bật lên được cái kết quả và chúng ta phát huy nhiều hơn nữa. Cái thứ ba là chúng ta tập trung xây dựng kế hoạch vận động tài trợ xã hội hóa gắn với địa chỉ rà soát toàn diện lại các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn, các cháu học sinh trên thị trấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì tạo điều kiện các cháu cơ hội học tập như các bạn có điều kiện, gắn với địa chỉ, gắn với cái này và vận động tốt hơn nữa nguồn quỹ khuyến học, làm sao nguồn quỹ khuyến học sẽ là động lực để các cháu học sinh và để tổ chức các hoạt động giáo dục để tăng thưởng cho kể cả các cái gia đình, các hộ gia đình, các cá nhân có các cái thành tích tiêu biểu trong học tập, trong các cái hoạt động vì cộng đồng khuyến học khuyến tài trên địa bàn thị trấn.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học thị trấn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội và làm tốt vai trò nòng cốt, đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 17 đồng chí, bầu các chức danh chủ chốt của hội và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn đã khen thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khóa 4, nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, Ủy ban dân huyện đã tham mưu dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Tổ chức triển khai rà soát đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập và khuyến khích sáp nhập giai đoạn 2023-2025. Kết quả, huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025 và không có đơn vị xã đề nghị sáp nhập theo diện khuyến khích. Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai xây dựng điều chỉnh đề án vị trí việc làm, trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ công chức viên chức. Triển khai thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn bản. Ủy ban dân huyện đã ban hành quy chế hoạt động của các ban chỉ đạo do Ủy ban dân huyện thành lập và quy chế phối hợp của các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định. Các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp đã rà soát, đề nghị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các văn bản hướng dẫn của các bộ quản lý chuyên ngành, thực hiện rà soát sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức viên chức theo quy định. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm huyện Tuần Giáo đã ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024 trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024. Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể như hạn chế tối đa các ca vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm từ tuyến huyện đến tuyến xã, thị trấn. Tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các sản phẩm thực phẩm địa phương, các địa bàn có sản phẩm thực phẩm lưu thông với số lượng lớn và đa dạng. Huy động tối đa các kênh truyền thông, đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2024 với các hoạt động truyền thông và hoạt động kiểm tra trên phạm vi toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong tên gọi của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ quân đội được gắn liền với nhân dân. Điều đó xuất phát từ bản chất, truyền thống tốt đẹp, một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó với mục đích nhằm thực hiện tốt chủ trương quân đội tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chăm lo hậu phương quân đội, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên ngày càng vững chắc, đồng thời nâng cao hình ảnh truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang trong lòng nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch tham gia giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tham gia cùng với huyện Tuần Giáo, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, kết hợp làm công tác vận động quần chúng nhân dân. Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 ra quân làm công tác dân vận giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Chia sẻ về công tác dân vận giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Thiếu tá Nguyễn Minh Đàn, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 cho biết.
Việc thực hiện cái giúp dân đào cái hố Maca này là cái chủ trương chung của huyện là chuyển đổi cây trồng. Do vậy là quân đội cũng phải chung sức tham gia cùng với địa phương để xây dựng và phát triển địa phương. Do vậy là được thực hiện cái nhiệm vụ của trên thì cử đơn vị xuống làm công tác dân vận kết hợp với cả giúp dân đào hố trồng cây Maca, chuyển đổi cây trồng. Ngoài ra đơn vị còn tham gia các hoạt động khác nữa như là mở đường, rồi là thăm gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Theo kế hoạch, từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 1 năm 2024, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 82, sư đoàn 355 quân khu 2 sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đào hố trồng cây Maca, giúp cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhân lực tại 18 xã của huyện Tuần Giáo. Tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 82, sư đoàn 355 quân khu 2 giúp người dân trên địa bàn xã Pú Si và xã Mường Khong đào được trên 4.200 hố trồng cây Maca. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 82, sư đoàn 355 quân khu 2 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đào hố rác, sửa cổng, hàng rào cho trường mầm non và tiểu học tại các xã mà trung đoàn đang thực hiện công tác dân vận. Thông qua hoạt động công tác dân vận nhằm góp phần thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, giúp tình đoàn kết quân dân thêm bền chặt. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vừa qua ngày 4 tháng 1 năm 2024, huyện Tuần Giáo đã ban hành kế hoạch số 02 triển khai thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để đề án được triển khai hiệu quả trên địa bàn, huyện Tuần Giáo chỉ đạo các cơ quan đơn vị huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong tháng 1 năm 2024 tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, làm rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong phạm vi thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, từ đó để xây dựng các giải pháp khắc phục, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong đề án số 10 và kế hoạch này. Trên cơ sở những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án số 10 để chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo trách nhiệm, phạm vi quản lý. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm. Đưa việc thực hiện công tác dân vận chính quyền là tiêu chí trong đánh giá thực hiện chức trách nhiệm vụ của mỗi tổ chức cá nhân. Tuyên truyền phổ biến, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng địa bàn. Cán bộ công chức viên chức phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là những người đứng đầu cấp ủy chính quyền, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện tuyên truyền phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền xuyên suốt trong năm, chú trọng tuyên truyền quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, chú trọng quán triệt bằng hình thức trực tiếp và qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng trang thông tin điện tử. Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ban hành các chính sách phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính, dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác dân vận, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng chính quyền cơ quan đơn vị thân thiện, của dân, do dân, vì dân, vì nhân dân phục vụ, cán bộ công chức viên chức có phong cách làm việc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Nghe dân nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm dân tin. Theo tinh thần của chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 1707 của Ủy ban dân tỉnh, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân và để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Tiếp theo chương trình là nội dung bài Xã Pú Si nỗ lực phát triển kinh tế xã hội. Xác định phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và lâu dài. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Pú Si đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, cùng sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến các bản, Ủy ban dân xã Pú Si đã từng bước hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế, văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng lên, quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững. Đồng chí Thảo A Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Pú Si cho biết. Thực hiện cái nghị quyết phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của Hội đồng nhân dân xã Pú Si đối với ủy ban và chúng tôi đã là tổ chức lãnh đạo chỉ đạo điều hành bà con, nhất là cán bộ công chức xã và các bộ phận tham mưu, và chúng ta đã xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân để lãnh đạo bà con nhân dân tổ chức sản xuất, chủ yếu là vùng cao như chúng tôi thì chủ yếu là tập trung vào sản xuất vụ lúa nương. Ngoài ra thì chúng tôi là cũng triển khai thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng tôi là tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức trồng cây mắc ca. Năm 2023 vừa qua, xã Pú Si đã tổ chức tuyên truyền triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023-2025, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã. Tính đến hết năm 2023, toàn xã đã tham gia trồng 2.780 cây mắc ca với 10 ha diện tích, đăng ký trồng mới năm 2024 là 19,65 ha. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đạt 9 trên 19 tiêu chí. Đồng thời, xã cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đôn đốc xây dựng các công trình dự án cấp thiết của xã. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được triển khai hiệu quả. Đồng thời, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn xã được chú trọng và không ngừng nâng cao. Về kết quả thực hiện đề án 06, xã đã củng cố kiện toàn một tổ công tác thực hiện đề án 06 cấp xã, 10 tổ công tác cấp bản. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06, hoàn thành các chỉ tiêu cấp căn cước công dân, 100% công dân trên địa bàn. Thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt 1.958 trên 2.150, đạt 91,1%. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử 1.839 trên 2.150, đạt 85,5%. Với mục tiêu phát triển kinh tế ổn định, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế,
xã Phú Si sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng kinh tế xã hội ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tăng cường quản lý bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả chất lượng thực thi công vụ, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị của người dân, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nối tiếp chương trình là nội dung bài Tuần giáo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Xác định công tác phổ cập giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, huyện Tuần giáo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp học. Hiện tất cả 19 xã và thị trấn của huyện đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Điều này không chỉ thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí người dân, mà còn góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Năm 2023, huyện Tuần giáo đã công nhận 19 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. 19 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 19 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 18 trên 19 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 19 xã thị trấn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Huyện duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo huyện còn chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện mục tiêu phổ cập xóa mù chữ. Mặt khác, chỉ đạo phổ cập giáo dục của huyện cũng thường xuyên theo dõi và có những chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn, nhất là công tác điều tra, nhập liệu, kiểm tra đánh giá hoạt động của các xã, thị trấn. Các đơn vị giáo dục trên toàn huyện đã thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, mở rộng diện tích đất, hoán đổi vị trí trường học phù hợp nhiệm vụ giáo dục, địa bàn phân bố. Với công tác phổ cập giáo dục, việc thu hút học sinh đến lớp được xem là yếu tố hết sức quan trọng. Vì vậy, các địa phương cùng các trường trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền vận động thuyết phục phụ huynh học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Đặc biệt với các địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các trường đã phối hợp với các già làng, trưởng bản, trưởng thôn và những người có uy tín, thân tín trong cộng đồng, tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, xóa mù chữ. Riêng với học sinh bỏ học, giáo viên sẽ cùng với những người có uy tín của địa phương trực tiếp đến nhà vận động thuyết phục và tìm nguồn hỗ trợ kinh phí cho các em đi học trở lại. Song, để học sinh gắn bó và yêu thích học tập, việc cải tiến nội dung giảng dạy, phương pháp truyền thụ cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Theo đó, các trường học trên địa bàn huyện không ngừng đầu tư nâng cấp sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt giáo viên đã chủ động tìm tòi, áp dụng các phương pháp mới vào môn học như sử dụng âm thanh, hình ảnh, bài giảng, đa phương tiện, các trò chơi trí tuệ giúp học sinh dễ dàng tiếp thu nội dung kiến thức mới, có thêm hứng thú đến trường, vui chơi và học tập hiệu quả. Để duy trì và nâng cao mặt bằng dân trí, chất lượng giáo dục, đảm bảo về chất lượng lẫn số lượng, thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân huyện và Ban chỉ đạo các cấp, sắp xếp mạng lưới trường lớp hợp lý, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ quản lý giáo viên, khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu, đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học cũng như quản lý giáo dục. Phần thời lượng còn lại của chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài viết Trường mầm non Quài Cang, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Trường mầm non Quài Cang, huyện Tuần giáo, được thành lập từ tháng 8 năm 2001. Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
và cấp ủy đảng chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang với tổng diện tích hơn 9.451m2, trong đó gồm một điểm trường trung tâm và 6 điểm trường tại các bản, bản Phủ, bản Hin, bản Kệt, bản Sáng và bản Cá, bản Cườm, để phục vụ cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ một cách toàn diện. Các công trình được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn của trường học mầm non như phòng học, phòng chức năng, đảm bảo diện tích, ánh sáng, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi dạy học cho các nhóm lớp, bếp ăn được bố trí gọn gàng sạch sẽ, công trình phụ khép kín, phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học, tạo cảnh quan khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được bố trí hợp lý, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Sân chơi đảm bảo đầy đủ các trò chơi hiện đại kết hợp với trò chơi dân gian, mang đậm bản sắc dân tộc nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, thu hút trẻ đến trường. Năm học 2023-2024, trường mầm non Quài Cang có 51 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó 4 cán bộ quản lý, 38 giáo viên và 9 nhân viên với 563 trẻ ở 21 nhóm lớp. Nhà trẻ 6 lớp với 153 trẻ, 15 lớp mẫu giáo với 410 trẻ. 100% trẻ ăn bán trú tại trường. Nhà trường luôn chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chế độ ăn nghỉ tại trường của trẻ và thực hiện việc cân đo, theo dõi biểu đồ nhằm phát hiện trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc béo phì để kịp thời thông báo với phụ huynh và có biện pháp chăm sóc phù hợp, phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho các cháu theo quy định. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt trên 96%. Cô giáo Vũ Thị Hương, hiệu trưởng trường mầm non Quài Cang cho biết. Năm học tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non thì nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý. Quản trị nhà trường theo hướng phát huy tính tích cực chủ động, linh hoạt, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường nền nếp kỷ cương, chất lượng hiệu quả trong nhà trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025. Ngay từ đầu năm học 2023-2024, nhà trường đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong việc vận động học sinh ra lớp. Nhà trường bố trí, sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực hoàn cảnh. Sự phân công công tác phù hợp cũng là nguồn động lực lớn để giáo viên cùng nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động. Qua đó tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say toàn tâm cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đến nay, 100% cán bộ quản lý giáo viên nhân viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Hiện trường có 26 giáo viên dạy giỏi các cấp. 100% giáo viên đều soạn bài trên máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Hàng năm, 100% đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường đều được học tập và thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy chế nuôi dạy trẻ phù hợp với từng độ tuổi. Với mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được chủ động sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non. Nhờ vậy, năm học 2022-2023, nhà trường đã đạt được kết quả cao, tỷ lệ bé chuyên cần đạt trên 98%, tỷ lệ bé khỏe đạt trên 96%, tỷ lệ bé ngoan đạt trên 99%, đảm bảo huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Cô giáo Phạm Thị Hoàng Yến, trường mầm non Quài Cang chia sẻ. Biện pháp để thu hút trẻ tới trường đó chính là làm thế nào để trẻ khi tới trường, tới lớp cảm thấy như là đang ở chính nhà mình và xây dựng lớp học hạnh phúc, đó chính là biện pháp hữu hiệu. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị được phòng giáo dục quan tâm đầu tư khang trang, đầy đủ theo 0401, đồ dùng đồ chơi thì được giáo viên chúng tôi rất là quan tâm, luôn tích cực sáng tạo việc sắp xếp các đồ dùng đồ chơi theo đúng chủ đề nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. Và trẻ thì luôn là trung tâm, luôn cảm thấy hạnh phúc
khi tới lớp. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn nghỉ tại trường của các cháu. Các nhóm lớp đảm bảo an toàn cho trẻ, duy trì vệ sinh môi trường, tiếp tục giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ tại các nhóm lớp. Chỉ đạo bếp ăn, tổ chức cho trẻ ăn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa để đảm bảo sự phong phú và đủ chất dinh dưỡng. Tổ chức cho trẻ ăn đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chọn mua, chế biến thực phẩm phù hợp với khẩu vị của trẻ để trẻ ăn ngon miệng và ăn hết suất của mình. Đồng thời, nhà trường có lưu mẫu thức ăn theo quy định, nguồn thực phẩm đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Chị Lò Thị Hải, nhân viên nấu ăn trường mầm non Quải Cang cho biết thêm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh thì chúng tôi chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ để nấu ăn cho nó đằng sau, nó đảm bảo cho học sinh không bị ngộ độc thực phẩm này, cho nó an toàn ạ. Với lại chúng tôi nấu ăn thì chúng tôi nấu ăn theo bếp một chiều. Năm học 2015-2016, trường đã được thẩm định lại và công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm học tiếp theo, trường mầm non Quải Cang sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học theo chỉ đạo của ngành giáo dục. Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, xứng đáng với sự tin tưởng của địa phương và nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung bài viết trên đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.